Ok, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Neva CDK nhé. Hôm nay thì mình sẽ ghép auto cùng với một team người lạ. Ok, mình đang ở khu vực đó là nhà và cày danh ở bên cảng đấy anh em, đối diện cảng Gale đấy. À, có tiếng chân. Đây, xin bạn cái mạng đầu tiên, gạt luôn cho nó nóng anh em. Ok, đi nào. Đừng hay đi. À, có tiếng súng, có tiếng súng. Bắn nhau. Đâu nhỉ? Đâu ta? À, trên đầu tôi này. À, hãy xể đi. Rát thế. Làm tí thuốc giảm đau đấy anh em ạ. Ok. Hello, dừng lại đi bạn ơi. Ê. Đi làm gì chứ? Xin bạn cái bạn nữa. Đấy thằng thế. Mạng rồi anh em. Kì đấy không lấy mà tại đâu hết. Cái gì đây? Cái gì đây? Bot thôi. Bot nào là mạng. Vô bot, vô bot. Dừng lại đi bạn ơi, chạy đâu đây ơi. Xí luôn. Ui đông 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 đông. Cái gì đây? Xin bạn cái mạng nào. Cháu nữa anh em ạ. Watch out. Lờ câu ơi. Đây đi đâu đây? Rồi. Gạt luôn à. Nằm ngay gốc cây sát tôi chết đây. Yêu lắm rồi. Để mày. Dính hai viên. Nằm nữa còn thằng nằm ngay gốc cây đó nữa. Cứ bình tĩnh không đang bị động. Ui tôi nhảy xuống nó bị trứng vài giây vậy. Máu xong rồi lên đây. Chết đi. Ok bạn ơi. Có thêm hai mạng nữa. Thế nào? Tham học. Có tiếng chân luôn. Ê, bình tĩnh ra anh, bình tĩnh. Phi bên trái hả? Ok, bình tĩnh. Trên tầng có hai dấu chân này, bình tĩnh nào em. Cứ phải bình tĩnh. Trong các tình huống như này mà nó biết mình ít người hơn mà nó không đẩy xuống là bọn này bắn hơi non tay anh em ạ. Nào, đẩy đi xem nào. À, trèo ra ngoài à. Ok, để mình lách sang đây. Cho bạn một quả lửa này. Đứng đấy kì à. Dính lửa chưa? Dính luôn chứ còn gì. Ông này ở đâu? Trong phòng à? À, kê cầu thang với chúng tôi này. Ok, lụm thêm hai bạn nữa. Nhìn thằng này đâu rồi? À, đã có ai lấy xe chạy à? Ê, con này đây. Chạy được à? Nó di chuyển này khó bắn lắm anh em ạ. Nào, đi ra đây nào. À, đi sang bên này à? Thành viên. Cái này khó trúng lắm anh em ạ. Ok đi thôi, đi bo là anh em. Ai à, tránh ra cái đường này. Ê, bình tĩnh ơi, đừng bắn xe mình, bắn vào người mình như này. Mình cứ đi máu anh em ạ.
em bị bắn như thế là cố gắng lách ra khỏi cái đường đạn của nó. Anh em muốn lách được đường đạn thì biết được hướng bắn. Được xác định hướng bắn thì anh em phải có một cái tai nghe ổn ổn một tí. Anh em sẽ nghe được hướng bắn và chúng ta sẽ lách được cái đường đạn. Tôi đứng ở trong chung cư thì anh em mình nhìn không rõ nhưng mình nghe là hướng đấy. Bây giờ phải hồi máu đã. Ok, cũng đẩy nước và anh em cứ cứ lúc nào cũng đẩy được nước sẽ rất là hợp lợi với anh em. Để hồi máu nhanh được. Tự động hồi máu mà. Đi rồi đã, đi bò đã anh em. Lấy cái giáp ba qua. Kỳ nhá. Thế rồi lấy cái giáp ba qua mới là giáp 33 sẽ tăng thêm phần sức mạnh. Nào, có gì đây? MG3 không chưa? Đang có tăng ra thì đi nào. Nào, anh nào đi kèo em. Ra đi xem nào. Chắc ở trong chung cư. À, có xe. Chết, bình tĩnh anh trai ơi. Máu, khói luôn, xịt lốp luôn. Ui, ở trên nhà có người luôn. Anh ơi bình tĩnh đừng đáp lết em nhé, để em hồi máu đã, cho em 10 giây đi, 10 giây hồi máu thôi anh em, 10 giây thôi đi mà, 7 giây thôi cũng được. Ok, hồi máu nào. Lốc tiếp gạt luôn. Hai ông đi cúp cổ kia bị trên nhà nó bắn cho dụng luôn đi. Cái gì đây, cái gì đây? Nào, quay lại đây, xuống đây, xuống đây. Treo quá. À, chơi. Chơi với mình à. Ok bạn. Chỉ sợ gấu ra thôi. Giời ơi, đi bò đã anh em. Té. Thằng kia nó sợ nó chạy lên trên nhà rồi. Nào, làm cốc giảm đau cái xem nào. Ok nào, cứ trèo lên đấy đi bạn. Mình lấy xe mình té trước đây. Bye bye nhé. Rồi đi đi, qua trước đây anh em ạ. Có 5 người. Đấy, trong cái kia. Đấy, còn 3 người qua nữa. Mình lấy xe nào. Đi chặn bố thằng này đi. Rồi, xếp cái xe đẹp đẹp vào. Đâu nhỉ, trên mái đúng không? Đâu ra. Nó bố chưa vào nên nó chưa đi đây anh em ạ. Đợi bố tí xem nào. Chưa đi. Xe ở ngoài đấy hết rồi. Chết. Ui giời ơi, nó có cốp 8 anh em ạ. Trời ơi. Thế chấp quá. Thôi, 13 kill top 4 được rồi anh em ạ. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối clip nhé. Chúc mọi người một ngày gặp nhiều may mắn và vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo nha. Bye bye anh em. À quên, anh em nhớ thưởng cho mình một like nhá. Thank you anh em. Bye bye anh em.